Bạn có đang dùng lăn khử mùi chưa? Ăn xăng tơ dịu nhẹ nè. Ăn xăng tơ dịu nhẹ giữ trọn tinh chất thiên nhiên từ chanh Pháp với công nghệ vi hương mang lại hương thơm nhẹ nhàng cho cảm giác khô thoáng và dịu nhẹ trên da suốt ngày dài, phù hợp với cả da nhạy cảm. Các cô gái ơi, quảng trường đi đường nào ha? Em đi đường này nhé. Sao phải ngại lăn khử mùi khi đã có ăn xăng tơ? Khô thoáng dịu nhẹ, vẻ nét hương yêu.